Mười năm nữa, giới khoa học sẽ khám phá ra người ngoài hành tinh. Mới đây, việc phát hiện thêm hai ngoại hành tinh giống trái đất đã mang đến cho các nhà khoa học niềm tin rằng công cuộc tìm kiếm được ngoài hành tinh sẽ không còn xa nữa. Một số nhà thiên văn của Viện Công nghệ Massachusetts đã sử dụng dữ liệu từ kính thiên văn không gian Hubble và phát hiện ra hai hành tinh xoay quanh ngôi sao, Rapid One, một sao lùng siêu lạnh cách trái đất khoảng 39 năm ánh sáng. Đặc biệt, hai hành tinh này đều nằm trong vùng Goldilocks, khu vực có khoảng cách đến sao chủ là vừa đủ để xuất hiện nước dạng lỏng. Phát hiện này đã từng được tiết lộ vào tháng 5, nhưng đến hiện nay nó mới được công bố chính thức trên tạp chí Nature. Các nhà thiên văn đã tuyên bố rằng các ngoại hành tinh này là hành tinh rắn giống như sao Hỏa, sao Kim và Trái Đất, chứ nó không phải là hành tinh khí như sao Mộc và sao Thổ tiến sĩ julian dewitt một trong những nhà nghiên cứu thuộc viện mit cho biết đây là những hành tinh đầu tiên xuất hiện đủ cả ba yếu tố quan trọng mà chúng ta vẫn tìm kiếm bấy lâu nay thứ nhất nó có kích cỡ giống trái đất hai nhiệt độ trên các hành tinh này vừa đủ để duy trì nước dạng lỏng ba các hành tinh này có khoảng cách tương đối gần để nghiên cứu đó là lý do vì sao hai ngoại hành tinh mới này thực sự quý giá Chúng tôi hy vọng có thể phát hiện thêm nhiều thông tin về chúng. Theo tiến sĩ Witt, các nhà thiên văn có thể hoàn toàn tìm hiểu thêm về các hành tinh này thông qua kính viễn vọng không gian James Webb, dự định sẽ được đưa vào khởi động năm 2018. Trong vòng 10 năm, chúng tôi sẽ kiểm tra liệu hai hành tinh đó để xem chúng có nhiệt độ tương xứng với trái đất hay không. Và tiếp đó, chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm dấu vết của khí, yếu tố chỉ có thể được sản xuất ở nơi có sự sống từ đó chúng tôi có thể sẽ phát hiện được sự sống người ngoài hành tinh tiến sĩ witt cho biết tuy nhiên tiến sĩ di witt cảnh báo rằng sẽ rất khó khăn để đánh giá mức độ thông minh của bất kỳ sự sống trên các hành tinh